Dạ vâng, hello, xin chào tất cả anh chị em và con cô bác nha. Lời nói đầu tiên thành chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em thấy xe đẹp không? Xe đây là Kia Seato 2016 nha anh chị nha. Xe cực kỳ đẹp luôn, một chủ từ đầu, xe chạy mấy 90.000 cây nha anh chị. Giá tiền cũng không hề là cao luôn anh chị ơi. Chỉ 365 triệu anh em mình sở hữu em Seato 2016. Em mới vừa đăng kiểm mới hết 3 triệu mấy gần 4 triệu đồng anh chị. Kiểm nó tới năm sau 2024 mới hết kiểm anh chị. Form dáng anh em nhìn không? Rất là chắc nịch luôn anh chị. Siêu đẹp anh chị ơi, quá đẹp luôn anh chị. Bốn mâm bốn vỏ cực kỳ mới luôn nè anh chị ha. Vỏ bọng nè, quá mới luôn. Quay cái gầm anh em mình nhìn nè. Gầm xe đời mới sao mà nó vậy, mà xe đời mới mà đúng rồi quên. Anh chị nhìn nè, nguyên dàn ghế, ghế tì tai rồi nè, mới nè, mới tinh hết anh chị ha. Đó, xe gia đình cam kết không taxi, không dịch vụ. Đó, nguyên riêng dinh từ đầu tới đích nha anh chị nha. Nước sơn riêng thì còn khoảng được 60% thôi. Nó cũng có một chỗ có dặm rồi. Có sao mà nó vậy cho nó dễ nha anh chị. Bắt cửa bản lề nè, rất là mới nha anh chị ha. Đó, những cái sùng chỉ nè, xe không một lỗ nhỏ nha anh chị nha. Túp lô, túp ly, văng sần anh em nhìn nè. Quá đẹp đúng không? Những cái nút bấm nè, lốc kính nè, rồi gương kính chỉnh điện nè, kính auto nè. Đó, keo chỉ nè. Đó, túp lô, túp ly, nội thất, đồng hồ chạy 90.000 cây nè anh chị ha. Vô lăng nè, siêu đẹp luôn. Củ số nè, màn hình nè, đầy đủ nha anh chị nha. Quá ok anh chị, dàn ghế dàn động là mới hết nha anh chị nha. Trần nè, đẹp chưa anh em, thấy đẹp chưa? Để vô đề máy cho anh em mình nghe tiếng máy luôn. Mỗi tội cái máy hơi dơ anh chị, chưa rửa. Anh em nào lấy hiểm rửa máy ha. Đây có cổng AUX với cổng USB, hai chìa khóa riêng theo xe vẫn còn đầy đủ nha anh chị nha. Xe còn hai chìa khóa luôn á. Những nút bấm nè, trần nỉ nè, rất là đẹp anh chị ha. Xe thì quá đã luôn anh chị, mua về chỉ việc lên xe đi thôi ha. Chủ nhân người ta kỹ anh chị thấy không, người ta dán keo bên này là cho sợ bị chày á, ta dán lại trơn luôn anh chị. Quá đẹp. Đó, máy hơi dơ anh chị. Đó, ốc cửa cabo đầu đít là chưa ra luôn nha anh chị nha. Nguyên zin, zin từ đầu tới đít mà, thắng ABS nè anh chị ha. Đó, cái máy nổ không nghe tiếng động luôn á. Không một miếng hơi miếng khói nha anh chị ha, thì chạy mới có mấy chục ngàn mà. Đó. Chạy chưa được 100 ngàn thì làm sao đổ hơi, xe này anh em muốn đổ hơi chạy phải 400 ngàn mới đổ hơi được. Xe này anh em mua về anh em đi 3 năm, 4 năm chưa thấy gì ha. Quá đẹp đi, cái này là bụi thôi anh chị, lau một cái sạch tơn nè ha. Này em lau nè. Đó. Rồi da hay luôn. Đó. Mấy cái ốc cửa bắt mát còn chưa mở nữa nè. Quá đẹp chưa, đúng không? Rin hết. Nói chung là chiếc xe này anh em đừng có quan tâm về vấn đề là rin hay không rin. Đừng có hỏi là đừng suy nghĩ là xe này chạy im hay không im. Cái này thật sự xe mới sao nó vậy thôi. Đó, anh em cứ nghĩ xe mới sao nó vậy. Đó, một chủ từ đầu chạy mấy chục ngàn. Đó, ngay chủ cầu ẹt bán, anh em muốn gút thì gút, muốn ủy quyền thì ủy quyền. Và cái giá tiền em bán là 365 triệu ha anh chị ha. Bên em bán giá này là bao hợp lý luôn, đăng kiểm vào tới tháng 6 năm sau, kiểm 1 năm rưỡi ha anh chị ha. Đó, form dáng đẹp chưa? Quá ngầu chưa? Form dáng về thon, cực kỳ đẹp chưa? Đó. Quá đẹp luôn, quá ok luôn. Để bây giờ mở cái cabo sau cho nên mình nghe xem nha anh chị nha. Ây da đau quá, tí xíu nào dập tay à. Cái cấp sau nặng thấy sợ chứ. Đó, ok chưa, kêu chỉ nè, 100% hả anh chị ha, không lỗi nhỏ nha anh chị nha. Đó, quá đẹp luôn ha anh chị ha, quá chất lượng. Tụi này có ghế ngồi, ghế tựa đầu gì đâu, quá trời quá đất á. Đồ nghề xe cua đầy đủ, có mắt kiến luôn nè anh chị, tặng cho anh chị mình cái mắt kiến về sử dụng luôn nha. Đó, gầm nè, gầm đẹp tuyệt vời, gầm ghim luôn nha anh chị, chưa phủ gầm luôn nha. Cây bô còn mới tinh nè. Đó. Đó, anh em nhìn cây bô là biết xe đi nhiều hay đi ít liền đúng không, có đuôi gió nhỏ sao nhìn dễ thương ha. Màu đỏ thì bên em nhiều, em còn Genesis đỏ nè, em còn Cựu Đu đỏ, em còn Gen Chai đỏ, còn Xì Bắc đỏ. Đó, nếu anh em mình thích xe ô tô mà số tự động á thì bên em còn mẫu 2019 nha anh chị. Anh em nhìn vô lăng nó nhẹ nè, trời ơi xe vô lăng đã rồi chứ. Đó, quá ư là ok luôn đúng không anh em. Thì nếu mà anh em mình muốn mẫu xe ô tô mẫu mới á thì bên em còn một mẫu mới nữa, mẫu 2019 tự động ha anh chị ha. Mẫu đó thì bên em đang kêu bán với giá tiền là 530 triệu nha anh chị nha. Cửa sổ trời luôn ha anh chị ha.
đó. Đây chỗ này đó, mẫu này đây đó. Xe này lướt hơn đó anh chị, nguyên con mới tinh. Xe này thì chạy mới có 69.000 thôi anh chị ha, 69.000, quá đẹp luôn anh chị ha. Xe này mình bán 530 ha, màu đỏ Genesis bán 420. Xe này hiện chưa quay chi tiết, xe này đang chạy, chạy chưa đã, để phá cho đã cái quay bán cho anh em mình xem ha. Ok, cảm ơn anh chị em mình nhiều nha.